mình đang có mặt tại Vida, địa chỉ 27 Tân Phước, phường 6, quận 10. Thì ở đây mình có một cái mixer JBL KX100. Thì cái mixer này mình cũng đã giới thiệu với các bạn ở cái video clip lần trước rồi. Thì cái mixer này đang được bán tại Vida với cái giá hết sức là hấp dẫn. Đồng thời khi bạn mua cái chiếc mixer JBL KX100 này tại Vida thì bạn còn nhận được những cái lợi ích như sau. Thứ nhất đó là Vida sẽ cài đặt sẵn cho bạn 5 cái profile thường được sử dụng trên những cái dàn karaoke chuyên nghiệp đó, giúp cho cái dàn karaoke của bạn khi sử dụng cái mixer JBL KX100 này sẽ phát huy hết hiệu quả của nó, đồng thời là hát hay hơn đó. Thứ hai là bạn sẽ được các nhân viên kỹ thuật của Vida hướng dẫn một cách tận tình nhất về cái cách tùy chỉnh những cái thông số trên chiếc mixer này sao cho phù hợp với cái dàn karaoke của bạn nhất đó. Thì ở cái video clip ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách mà chọn những cái đồ file trên cái chiếc mixer JBL KX100 này. Thì những cái đồ file này đã được Vida tùy chỉnh những cái thông số chẳng hạn như là echo, delay, repeat hay là những cái thông số về micro hay là music đã được Vida cài đặt sẵn rồi. Bạn chỉ cần lựa chọn và lót những cái đồ file đó và sử dụng mà thôi. Chiếc mixer JBL KX100 này nó có đến 60 cái đầu file để cho bạn tùy chỉnh các thông số và lưu lại trong quá trình sử dụng. Thì như mình nói, cái lợi ích đầu tiên của bạn khi mua cái chiếc JBL KX100 này tại Vida thì sẽ được Vida cài đặt sẵn 5 cái chế độ sử dụng đầu tiên ở đây. Đó, thì với 5 cái chế độ sử dụng này, bạn không cần phải chỉnh bất cứ cái thông số nào trên cái chiếc mixer này nữa. Và việc đơn giản của bạn là kết nối cái chiếc mixer với dàn karaoke và sau đó chọn cái chế độ sử dụng phù hợp và hát karaoke thôi. Rất là đơn giản. Đó, bởi vì việc điều chỉnh các thông số trên một cái chiếc mixer đòi hỏi bạn cần phải có những cái kiến thức cơ bản về mặt âm thanh thì mới có thể điều chỉnh một cái chiếc mixer phát huy hết được cái hiệu quả của nó. Đó, thì cái thông tin chi tiết về việc tùy chỉnh cái thông số trên cái chiếc mixer sao cho cái chiếc mixer hoạt động hiệu quả hơn, hoặc là bạn muốn giao lưu hoặc trao đổi cái kiến thức, kinh nghiệm cũng như là cái cách sử dụng của một cái chiếc mixer sao cho nó đạt hiệu quả tốt nhất, thì bạn có thể liên hệ với Vida qua cái số hotline 0902 799 186, hoặc có thể đến trực tiếp tại Vida ở cái số 27 Tân Phước, phường 6, quận 10, hoặc 46 Phan Lưu, phường 5, quận Phú Nhuận. Thì Vida luôn luôn chào đón bạn đó. Còn bây giờ cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip lần sau.